Xin chào quý hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến hàng một căn nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến hàng. Của những căn nhà mình thì nó có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 17m và đứng chiều nhà đúc kiên cố, một trệt, một lửng và ba lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Lúc đó thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh có bồn tắm nằm. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà cũng như là con đường ở phía trước để hàng tham quan. Về một căn nhà đang có bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà mới lên đến 17m và là căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Và mình có con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 6-7m. Xe tải là di chuyển qua lại cũng như là tránh nhau rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và đây là khu vực phía bên ngoài. Với căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông với hai dãy nhà lầu đồng bộ rất là đẹp để thuận tiện là mua ở, mở phòng công ty cũng như là mua kinh doanh đầu tư cho thuê. Với căn nhà đang được anh chị chủ nhà gửi bán với Nhà đất Hoàng Tiến chỉ với giá trên dưới 9 tỷ là quý khách hàng sở ngay cho mình căn nhà đang có một cái giá rất là mềm tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu căn nhà đã được anh chị thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Thì phía ngoài mình sẽ có hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Mình sẽ có một bộ cửa cuốn bên ngoài. Kế tiếp mình sẽ có thêm một bộ cửa bốn cánh được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa được anh chị thiết kế để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào khu vực bên trong thì mình sẽ đến với một gara để xe hơi căn nhà. Với gara này thì mình có thể tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Ngoài ra thì mình còn để được rất là nhiều xe gắn máy. Và với sàn nhà mình được đổ bê tông, lót gạch đá, bóng kính 80 và hai bên tường được anh chị ốp than tre. Đi hệ thống đèn LED cao lên kín tường và phía trên mình có mảng trần xuyên suốt rất là đẹp. Và với căn nhà mình thì phía ngoài mình sẽ có hai cái tủ để mình để giày dép cũng như là mũ bảo hiểm. Và đây là khu vực phía bên trên, khu vực trần xuyên suốt được anh chị thiết kế rất là đẹp. Và chỉ với giá 9 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng mạnh để quý khách hàng sở hữu ngay cho mình căn nhà đang có diện tích cực khủng nằm tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 17m và được anh chủ nhà thiết kế tới một trệt, một lửng và tới 3 tầng lầu. Và là căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại tuyến đường bờ kênh bến cát Tham Lương, thuận tiện các hàng di chuyển về trung tâm cũng là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bằng con đường Quang Trung cũng như là Lê Văn Thọ Quang Trung hoặc là trục đường Lê Đức Thọ và trục đường bờ kênh bến cát Tham Lương thì đều được về được căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và di chuyển vào khu vực bên trong một chút là mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì được anh chị thiết kế với tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương, được anh chị đi hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Đối diện thì mình sẽ có một cái tủ rượu cũng được anh chị trưng bày cho mình những chai rượu vào bên trong. Di chuyển đến khu vực phía sau mình sẽ đến khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Mình có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường và tặng kèm full nội thất bên trong. Thì mình sẽ có bếp điện từ, lavabo rửa chén bát, để chén bát, máy đông nếm gạo và máy hút khử mùi. Và xung quanh tường thì cũng được anh chị ốp than tre trang trí rất đẹp. Với khu vực phía sau thì mình sẽ có một cái giếng trời và một cái nhà vệ sinh để lấy gió và ánh sáng vào bên trong. Rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và chỉ với giá 9 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng mạnh. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình để nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem cũng như là để Nhà đất Hoàng Tiến đón quý chàng đi xem để quý chàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà có gara để xe hơi vào bên trong căn nhà rất là thuận tiện hàng mua ở mở phòng công ty. Và nếu gia đình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt để mình làm phòng khách hoặc là quý chàng có thể làm văn phòng công ty thì mình có thể kê được rất là nhiều bàn ghế.
và di chuyển đến khu vực không gian tầng lửng là khu vực không gian phòng khách chính của căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được anh chị thiết kế với bản nguyên khối với gỗ cam xe, có đi kính lấy ánh sáng rất là đẹp. Và di chuyển vào khu vực bên trong mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách, có một bộ bàn ghế sofa được anh chị sắm sẵn tặng kèm kệ để tivi, và mình có một cái tivi 65 inch cũng được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Hai bên thì mình sẽ có tủ rượu, và phía sau thì mình cũng có một cái tủ rượu cũng như là một cái bộ cửa để mở ra cái nhà vệ sinh cũng như là khu vực không gian giếng trời ở phía sau căn nhà. Rất là thoáng và rất là mát, nhà vệ sinh cũng được anh chị thiết kế rất là đẹp, có kệ để xà bông cũng như là hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng trang trí rất đẹp. Và mình cũng nhìn lại cái khu vực từ bên trong ra bên ngoài, một căn nhà đang được anh chị chủ nhà gửi bán bên nhà đất Hoàng Tiến chỉ với giá 9 tỷ 200 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà sở một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Và trong khu này thì mình còn hai căn, một căn phía trong thì hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để giới thiệu cho hàng, và một căn phía bên ngoài thì cũng đã hoàn thiện xong. Và với căn phía bên ngoài thì sẽ có giá cao hơn một chút. Thì với tầm tài chính khoảng hơn 8 tỷ và hơn 9 tỷ mà quý nhà đang muốn tìm cho mình một căn nhà đẹp nằm tại khu vực này, thì quý nhà nhanh tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà cũng như là nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Lê Đức Thọ và Lê Văn Thọ. Thuận tiện hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Lê Văn Thọ Quang Trung hoặc là Lê Đức Thọ, thì mình có thể di chuyển về trung tâm. Với căn nhà mình thì thuận tiện hàng di chuyển về trung tâm như là mình di chuyển về Phú Nhuận, Bình Thạnh và Tân Bình, Thủ Đức và quận 12 thì rất là thuận tiện. Và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính, thì trong đó mình sẽ có 2 phòng ngủ phía trước được anh chị thiết kế có phòng có bồn tắm nằm, và một phòng phía sau thì được anh chị để trống, và anh chị có lắp ráp thiết bị cho mình như máy đạp, máy tập thể dục và máy massage đã được anh chị sắm sẵn để tặng lại hết cho chàng. Và chỉ với giá hơn 8 tỷ là quý chàng có thể sở ngay cho mình một căn nhà được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Với căn nhà này thì khi quý chàng mua căn nhà, toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại cũng như là tặng lại hết cho chàng. Một căn nhà đã có sổ hồng riêng anh chị mới mua bán cũng như là công chứng sang tên trong ngày, để thuận tiện quý chàng mua ở mở phòng công ty cũng như là mua đầu tư và cho thuê thì rất là thuận tiện. Và di chuyển đến khu vực lầu 2 căn nhà, chuyển đến với không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 căn nhà. Với phòng ngủ số 3 này thì anh chị cũng full nội thất tặng kèm, mình toàn bộ phòng ngủ mình đều có giường rộng lên đến 1m8, 2m. Có nhà vệ sinh riêng, dụng rất là thuận tiện. Và bên trong khu vực không gian phòng ngủ thì cũng được anh chị ốp nhựa cũng như là than tre trang trí rất đẹp, với tủ quần áo rất là rộng. Đây khu vực nhà vệ sinh phòng ngủ số 3 căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển đến khu vực không gian phòng ngủ số 4 căn nhà. Với phòng ngủ này thì anh chị đang để trống và có đóng một số nội thất bên trong, và mình sẽ có máy tập thể dục, máy massage và xe đạp để gia đình luyện tập thể dục. Và di chuyển đến khu vực phía sau mình cũng có nhà vệ sinh. Với nhà vệ sinh căn nhà cũng được chị thiết kế rất là đẹp, ốp gạch đá cao lên kín tường, có giếng trời để lấy gió và ánh sáng vào bên trong rất là thoáng. Với không gian nhà vệ sinh thì thiết kế không gian mở, và cũng như là cái khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Để di chuyển lên khu vực phía bên trên sẽ là khu vực lầu 3, khu vực sân thượng của căn nhà. Thì quý nhà đang xem video nhớ đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật cho khách hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và đặc biệt hôm nay thì nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà có bề ngang đến 4m và chiều dài căn nhà lên đến 17m và nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Để giới thiệu với nhà một căn nhà mới xây tặng kèm full nội thất bên trong
À, đây là khu vực phía trên sân thượng căn nhà, mình sẽ có phòng thờ bên trong. Bên ngoài thì mình sẽ có một khoảng sân được các chị trồng mảng cây xanh và sắm cho mình một bộ bàn ghế mây. Phía trước thì mình sẽ có mảng cây xanh trang trí rất đẹp, và mình cùng nhìn từ bên trên xuống bên dưới với khu nhà lầu đồng bộ nằm trên con đường thông, thuận tiện hàng mua ở mở phòng công ty cũng như mua đầu tư và cho thuê thì rất là thuận tiện. Và di chuyển đến khu vực phía sau thì đến với là khu vực không gian phòng thờ cũng như là khu vực phòng tắm xông hơi, được anh chị thiết kế có đi sẵn hệ thống cấp thoát nước chờ. Và nếu có nhà có nhu cầu lắp ráp phòng tắm xông hơi thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Ở đây khu vực phòng tắm xông hơi ở bên trong, bên ngoài là một khoảng sân để mình phơi đồ, cũng được anh chị lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Với khoảng sân phía sau rất là rộng và được anh chị lợp mái che chắn. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đây chưa được kết thúc.